đèn đang được bán chạy nhất tại công ty bên mình. Hai mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Tinker xoay 360 độ Pro. Hai mẫu đèn này thì nó đều có chế độ cảm ứng thiên nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX chuyên nghiệp. Nó có thể sử dụng rất là tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 mét vuông. Thì mọi người có thể mua trang trí cho quán bar, vũ trường, những quán bia club, những phòng bay hay là phòng karaoke cũng rất là đẹp. Đèn có thể quét ra những cái luồng tia 3D rất là ảo, những cái hoa văn của nó rất là sang trọng. Mình đang quay giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boy L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.